Tuấn Đức giới thiệu cho các bạn chiếc tủ lavabo của Casa để các bạn. Đây là một chiếc tủ với cái mã là LF5017 và tủ là EH153V cho các bạn. Đây là ống thải nước thưa các bạn, đây là thải thoát nước. Đây là phía trong tủ. Phần trên là chậu, phần dưới là phần tủ. Thường khi bán thì thường cái sản phẩm này được treo trên tường. Tuy nhiên là nếu mà các bạn mua thêm thì có chân để cho các bạn.